Mùa Tết này, các rạp phim sẽ ngập tràn drama đẫm máu của mối tình tay ba giữa họa sĩ Thu Trang, bác sĩ Quốc Trường và ca sĩ Bảo Thanh. Chuyện kể rằng anh bác sĩ cưới cô ca sĩ xong cô ca sĩ đổ anh bác sĩ nhưng không ngờ anh bác sĩ đã cưới chị họa sĩ trong khi cô ca sĩ đang ngồi đầu rẫy thì chị họa sĩ đã theo dõi thật kỹ nhưng không muốn làm ầm ĩ nên bảo anh bác sĩ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ca sĩ. Nani? Chết, lộn kịch bản rồi. Hay dạ, thật ra là câu chuyện vẫn còn rất là huyền bí khi mà chị họa sĩ bỗng nhiên bị mất trí, chẳng nhớ được chuyện gì, mới đi làm đàn chị cả xã đàn còn quản lý mà giờ con mắt kỳ thấy toàn chuyện lâm ly trong bộ phim kinh dị quá là. Phải lưới rồi. Ở bên Mỹ á, mà nhân vật chính vừa trải qua tai nạn xong mắt mũi kèm nhem chẳng nhìn thấy gì là triệu chứng của sắp tiến hóa thành siêu anh hùng nha các bạn. Còn bà Trang á, thì bà thấy ma, không biết có được tính là siêu năng lực không. Từ khi thay mắt thì ma ám bà, ám chồng bà, ám con gái bà, ám cả người lỡ đóng phim chung cùng với bà. Lisa ám nhà chị hay là nhà này vậy? Đôi mắt âm binh, một đứa thay mắt cả đám bị hù. Để kể cho nghe, tuy là phim kinh dị nhưng mà con ma ngoài cái kỹ năng tóc biến ra thì chủ yếu là nắm tay nắm đầu rồi thôi, chứ cũng không thấy cắn ai miếng nào hết trơn á. Này này, cất công đi dọa đứa nhỏ mà nó coi như một trò đùa. Váy thiệt luôn, có cái chân nữa, tóc thiệt luôn. Nguồn gốc lẫn cá tính con ma này bí ẩn quá, nghĩ hoài không ra nên tạm gác lại. Chuyện tình tay ba sặc mùi drama mới là cái đáng giá để chúng ta khai phá. Chị 13 chắc làm ăn khấm khá nên sau khi thành đại gia vẫn thấy mình chưa có già. Cô trai trẻ về nhà để được làm bà xã. Con muốn vui nữa không? Mà Trang ơi, trường còn có nhiêu à? Tôi đã nói tôi bộ của mà. Mà ta nói sau khi về nhà đi con thì anh vẫn chưa có chịu về nhà đi trường. Cái duyên tiền kiếp với Bảo Thanh đeo bám ảnh tới phim này luôn. Gì đi con đi. Anh định hỏi em vụ này nè, em làm mì cây sashimi nó bài bắt được không? Với anh không? Thì em bỏ 5 tỷ thôi còn như anh lo. Điên. Còn cất tiền. Chăn phụ hơi quá nên nghiệp chướng cũng không có chừa chị ra. Lần này bị anh Trường bạo hành. Vậy đó, mà vẫn quyết tâm làm tiểu tam cho tới cùng. Nhớ ngày nào tuyên bố sanh rờn với bà Trang. Em sẽ không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình. À xí, em đổi ý, lật lọng là nghề của bà mà. Nhất lọng Trường bà lật ổng tối ngày như lật bánh tráng. À, minh họa lộn cảnh rồi, cái này là sản xuất baby chứ không phải là lật bánh tráng nha. Phim này thì cô Thanh quán triệt tư tưởng đẹp mà bị khùng nè. Điên thấy ghê luôn. Y da, nãy giờ vẫn chưa thấy phim này nó kinh dị chỗ nào hết ta. Quay lại với chị Trang, sau khi gặp tai nạn đầu óc đang hoang mang, chị bỗng thấy bàng hoàng. Trời ơi, cái bệnh viện này nó không có đóng tiền điện. Mà hình như ở nhà bà cũng gây thù với bên điện lực luôn hay gì. Ý, cái đoạn này giống phim nào nè. Ăn chắc là bà sắp có siêu năng lực nha. Mấy cái ly kỳ này bà Trang bà chỉ nhìn thấy sau khi thay đôi mắt mới. Chúng không những đem cho Trang khả năng nhìn thấy một bạn tóc dài áo trắng trang điểm hơi lố, mà cho chị giọng hát ru nghe xong không ai dám ngủ. Đã vậy còn là sự kết hợp tuyệt vời của dân ca Thu Trang cùng nhà soạn nhạc Pennywise Burn It nữa chứ. Không biết chị có muốn móc ra đem trả lại hay không chứ thấy ghê quá đi à. Diễn viên chính chơi kéo đứt tay. Ông bà mà nói chơi dao. Về nhà đi con điên. Anh là bác sĩ hay là nhà văn vậy? Chị đẹp mua từa lưa cho Trường ăn. Trang còn có nhiều cái ngon lắm. Thay mắt con đứa mà nguyên đám bị hù. Đôi mắt ương dầm à, âm dương. Ờ, âm dương. Nhóc, sao mày từ chối em gái tao? Dạ, tại vì em có người yêu rồi. Học hành, không lo học hành. Mày mới bỏ lớn mày đã yêu đương. Đòi cho nào đó trường mày. Em để hành ra chung mà. Mày sốc tao đó hả? Em nói thiệt. Buông ra. Mày mét phụ huynh hả mày? Dạ, không. Vậy chứ cái bà già này là ai? Trường. Nhắm mắt lại. Phụ huynh. Bà nội mày. Trường mở mắt ra. Nó chửi mình kìa. Tao biết rồi. Đập nó. Ê, nè, bình tĩnh mà. Trang hay quá vậy. Thì Trang nói rồi, Trang đâu có gì ngoài điều kiện. Mà Trang nói biết bao nhiêu lần rồi, đi học đừng có để cho ai đụng vô người mình hết á. Nếu mà ai kiếm chuyện với mình, không cần biết đúng sai, quýnh nó trước cho Trang. Thôi. Còn nếu như mà Trường thấy quýnh không lại á, cứ chạy trước đi, về báo Trang, Trang xử lý cho. Ừ. Còn nếu mà nhắm mà quýnh lại nó một cái á hả, quýnh nó nằm chèm bẹp vô bệnh viện luôn. Cũng về báo Trang tiếng nha, để Trang vô bệnh viện lo cho người ta, không thôi tội nghiệp người ta lắm. Dạ, biết rồi chị. Ai chị? Dạ, biết rồi Trang. Về Trường. Lên xe.
bên này nè. Mở không được. Bóp vô, bóp vô. Bóp chỗ nào? Bóp ngay cái cửa, đừng bóp chỗ khác.